Good morning, xin chào quý vị. Bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng mùng 10 Tết. Tôi đang đi trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình. Đường này sẽ dẫn ra Lăng Gia Cả. Đây là đường Úc Tịch, quẹo Hoàng Nhân Thụ á. Lăng Gia Cả này quý vị, bên tay trái là cái cầu vượt. Quẹo qua đây là đường Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình. Hôm nay là Sài Gòn mùng 10 Tết, bắt đầu học sinh đi học trở lại bình thường sau 10 ngày nghỉ Tết quý vị. Nên đường xá bắt đầu đông, nhất là qua mấy chỗ trường học á, hay kẹt xe thì phụ huynh đưa đón. Đi thẳng luôn là đi ngã tư Phú Nhuận đó. Để tôi quẹo trái này là hướng vô sân bay Tân Sơn Nhất, phải là quân khu 7. Rồi phải đây là đường Phổ Quang. Phải là đường Phan Tự Lượng. Đây là đường Quỳnh Lan Thanh, tôi sẽ quẹo vô đây. Bên tay trái là cái trạm taxi Phương Trang là cái gì. Vì sao đây có tên là đường Phổ Quang? Vì trong này có ngôi chùa Phổ Quang rất là lớn. Rồi.
nay mọi người bà con cũng đi chùa rất nhiều, bán bông hoa cúng chùa ở vậy. Chim phóng sinh. Đây chùa mùng 10 có cái cây tha la, cây tha la, cây vô u to nữa gì, có bông có trái nè. À, chính ngôi chùa này mà có tên là đường Phổ Quang á. À, cây bồ đề rất là to ha. Đây chính điện tượng rồng đó quý vị. Đến Tân Bình có đường Phổ Quang thì trong này có chùa Phổ Quang nên đặt cái tên đường vô chùa luôn. Rồi vậy nhớ vậy đi tiếp nha. Cổng chùa bán buôn cúng cho những người đi cúng chùa gì. Đây là ở Tân Bình, ai hỏi sao có tên là đường Phổ Quang thì dễ dàng trả lời. Đây là đường mình đi vô Phổ Quang rất là to ở bên trong. Cái chùa này cách đây khoảng 10 năm có triển lãm cái tượng Phật Ngọc Lục Bảo lớn nhất thế giới của Úc, cung thỉnh đi vòng quanh châu Á thì ở Sài Gòn ngôi chùa này được triển lãm cái gì. Rồi bây giờ đi tiếp Phổ Quang ra công viên Gia Định quý vị xem nha. Đây là sáng quảng cáo để bước về trưa. Sáng nay trời Sài Gòn mát mẻ vậy, nhiệt độ khoảng 24 độ và có nhiều mây. Đây cổng sao của quân khu 7 đây. À, đây là đường Đào Duy Anh nữa vậy.
Hoàng Minh Giám. Là công viên gia đình nè quý vị, buổi sáng bà con là tập thể dục nè, đánh cầu lông, đi bộ nè. Phải đây là đường Nguyễn Kiệm đó vậy, đây là vòng xoay Nguyễn Kiệm với Phạm Văn Đồng nè. Biểu trái là đi Gò Vấp á. Rồi hẹn gặp lại quý vị clip tiếp theo nha. Thank you.